It's just that I just epitomised your photography skills. We'll make a Vietnam paper. What? We'll make a Vietnam paper. We will make one. Chánh điện là dưới này. Đây là chánh điện của chùa Linh Ứng. Chung hồi sáng giờ mình đi cũng nhiều, có phần hơi mỏi chân chút xíu, nhưng mà cố gắng đi xuống còn mấy bước nữa. Ở trên này là chắc miếu. Người ta để cái bảng miếu bà mà, bảng miếu bà quẹo qua bên rồi. Ồ, dưới này còn đẹp nữa. Qua bên kia còn rộng nữa. Linh Hòa Vọng Tháp. Linh Hòa Vọng Tháp. Đây là chánh điện của chùa. Đây là chánh điện của chùa. Đây là chánh điện của chùa. Kiến trúc ở đây cũng rất là đẹp. Rồi.